Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm chuột Elecom. Elecom là một thương hiệu phụ kiện nổi tiếng tại Nhật Bản. Sản phẩm này được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi công ty Song Tấn. Thì trên tay mình đang cầm con chuột MIR07DRX. Thì con chuột này được kết nối với máy tính bằng receiver và sản phẩm có đi kèm một cục pin nữa ha. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp sản phẩm ra để các bạn có thể quan sát được. Các bạn lưu ý là cái nano receiver này khá nhỏ, cẩn thận không thôi làm rớt nhé. Đây, trên tay mình đang cầm một thiết kế màu hồng với icon rất là dễ thương, phù hợp cho các bạn nữ. Các bạn có thể thấy thiết kế của nó khá là thon gọn và nhẹ nhàng ha. Sản phẩm này có size M với thiết kế rất là thon gọn, phù hợp cho cỡ bàn tay của tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ pin vô để test thử ha. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn thấy cách hoạt động của con chuột này như thế nào nhé. Kết nối receiver với máy tính này. Thì phía dưới con chuột này nó sẽ có nút on off ha. Các bạn lưu ý khi mình sử dụng xong thì nên tắt off đi để tiết kiệm pin hơn. Bây giờ mình sẽ bật nút on lên. Như các bạn có thể thấy là con chuột của chúng ta có mắt đèn, nhưng mắt đèn này lại không sáng lên bởi vì đây là dòng chuột IR LED, nghĩa là dòng chuột quang không đèn, nó giúp chuột của các bạn sử dụng tiết kiệm pin hơn. Tiếp theo, các bạn có thể để ý là khi mình kích như vậy, con chuột không hề phát ra tiếng động bởi vì đây là dòng chuột Silent của thương hiệu Elecom. Đây ha, các bạn có thể để ý là mình click liên tục nhưng mà không hề tạo ra tiếng ồn. Thì con chuột này không phát ra âm thanh cho nên các bạn rất là tiện sử dụng trong trường văn phòng hoặc là sử dụng ở nhà ban đêm, sẽ không gây tiếng ồn làm phiền những người khác. Thì con chuột này có khoảng cách kết nối xe khoảng 10m. Các bạn lưu ý 10m là khoảng cách tối đa nha. Và nó có độ phân giải là 1200 dpi. Sử dụng một cục pin 2A sẽ có khả năng sử dụng trong vòng 16 tháng. Sau khi sử dụng xong, các bạn có thể rút receiver ra và cất vào phía sau chuột. Phía sau chuột của chúng ta có một vị trí cất receiver rất là tiện lợi để các bạn không làm thất lạc mất cái receiver, dễ lưu trữ nó hơn. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Sản phẩm của chúng ta có rất là nhiều màu sắc để các bạn lựa chọn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau nhé.